Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một loại gà biết bay các bạn. Đó là gà sao. Gà sao này họ chỉ các bạn. Họ có một loài chim các bạn. Nó bay khá giỏi các bạn. Gà sao này nó bay khá giỏi. Khích vận động, bay khá giỏi. Bay tầm từ 6 đến 12 mét các bạn. Bay cao các bạn. Nó trung bình là con máy mà lúc trưởng thành mà đẻ là tầm 80 đến 100 trứng đó các bạn. Trứng gà sao rất tốt các bạn, ăn rất tốt. Các bạn thấy không? Và bây giờ mình xin được giới thiệu các bạn là bây giờ là mình cải tạo một cái chuồng heo để là nuôi gà nha các bạn. Đây. Trên mặt sàn các bạn không? Hàng hết các bạn. Độ cao tầm khoảng 1 mét các bạn, 1 mét 2 thì gia đình các bạn, tại vì đặc biệt là con gà sao này nó thích ngủ trên cao các bạn, nên mình làm sàn về để cho nó ngủ các bạn. Đây là mình làm cao cho tầm 1 mét các bạn thấy không, trên bệnh lưới dưới lông cát các bạn, tại con gà sao này nó rất thích tấm cát các bạn. Lưới gà này mất khả là mình sử dụng 100% thức ăn hỗn hợp các bạn, cám hỗn hợp. Và học trên bệnh lưới để đi dưới là hàng chân này các bạn không. Cửa nè, cửa khoan gài, nói chung là không để cho có lỗ hở các bạn, tại vì cái họ chim nó bay rất giỏi các bạn, mình làm không kính là nó bay hết ra ngoài các bạn. Đây, sử dụng cải tạo 3 chuồng nè các bạn, 3 chuồng, chuồng đầu tiên, chuồng thứ hai các bạn. Cải tạo 3 chuồng. Diện tích của một chuồng nó ngang tầm 3,5 m và dài tầm 3 m các bạn. 9 m² hơn. Các bạn không? Mình vừa phân trống cho con gà sao xuống các bạn, vận động, tắm cát, chơi. Còn cái sàn thì có thể tối là gà leo bay lên ngủ các bạn. Rất là đơn giản các bạn. Anh em nào mà có nhu cầu mà nuôi gà sao thì cứ làm như vậy các bạn. Cái đó là mình nuôi nhốt là rất hiệu quả các bạn. Gà sao đặc biệt là nó giống như mà dạng ngừa được nhiều bệnh các bạn. Nó không giống như con gà của mình các bạn. Nó hoang dã. Đề kháng cao. Chống chọi rồi nhiều chứng bệnh về gà các bạn. Nuôi rất dễ các bạn. Mình quay cho bạn coi chuồng, dạng chuồng của mình cũng làm chuồng dạng cũ rồi các bạn. Chuồng dạng cũ thôi. Mỗi chuồng thì mình thả tầm 20 con các bạn. 20 con. Có cửa rồi luôn các bạn không? Sáng dậy thì vệ sinh chuồng trại, lấy nước mới cho gà, cho ăn cám hỗn hợp các bạn. Lớn hơn chút xíu nữa mình có thể là sử dụng là dạng là rau nha các bạn. Nó thích nhất là rau các bạn. Anh em nào mà có nghiên cứu chuyên sâu quá thì nghiên cứu các bạn. Thầy gà sao này, mình nuôi gà sao này hiệu quả về hiệu rất hiệu quả kinh tế các bạn, nhất là nuôi lấy trứng đó các bạn. Trung bình thì mỗi con đẻ tầm 80 đến 100 trứng một năm các bạn. Một con gà mái. Thị trường bây giờ nó nằm tầm 8.000 đến 10.000 một trứng các bạn. Đó, hiệu quả kinh tế rất cao các bạn. Một con thì một con mái có thể là nếu mình nuôi tốt đạt doanh thu thì cũng khoảng tầm 800.000 một con các bạn. Là một năm thì nhờ mình nuôi số lượng các bạn, nói chung là không chiếm diện tích bạn thấy không. Một ô mình nuôi tầm 20 con các bạn, diện tích 9 đến 10 m² các bạn. Lớn hơn thì mình tách ra khiêm các bạn, nhưng mà nhỏ thì vậy là quá rộng các bạn. Đây cửa các bạn thấy không, gài nút gài
kỹ các bạn. Hàng cửa, lưới, nói chung là chi phí là xây chuồng là một ô này chưa tới 1 triệu đồng các bạn. Một ô này chưa tới 1 triệu đồng. Đó, vàng sắt dưới là mình sử dụng là sắt nhà hơn các bạn. Sắt của những cái chuồng heo cũ đó các bạn. Đó, còn anh em nào có nhu cầu làm cây cũng được các bạn. Cây thì càng tốt. Đó, cây thì mình cũng đóng xong bệnh lưới các bạn. Còn đây thì mình sử dụng những cái lồng heo cũ các bạn, mình hàng lại. Đó, con gà sao thì rất là dễ nuôi các bạn. Đó, rất là dễ nuôi. Chuồng này hơi nhiều các bạn, chuồng này tới 30 con rồi các bạn. Đặc biệt con gà sao sức đề kháng rất cao các bạn, nó ngừa được rất là nhiều bệnh nên mình nuôi nó rất là dễ dàng các bạn. Nhất là phải có cái bãi cát các bạn, ở dưới là mình lồng cát hết, ở dưới là lồng cát hết để cho nó có sân chơi và bãi tắm cát của nó đó các bạn. Mùa nắng nay là mùa nắng các bạn, mình pha thêm một chút C, vitamin C các bạn để cho nó tăng sức đề kháng nữa các bạn. Các bạn thấy nhỏ nhỏ vậy chứ bay dữ lắm các bạn. Nó cùng họ với họ trĩ các bạn nên là bay rất là giỏi. Mà không, chuồng làm rất là đơn giản. Có sàn chơi, rồi sàn ngủ, máng nước, nói chung là rất là đơn giản các bạn. Nói chung đơn giản hơn mình nuôi gà của mình các bạn. Tận dụng các bạn không? Chuồng heo cũ là mình làm được rồi. Đây, sử dụng cám hỗn hợp rồi các bạn thấy không? Đó, cho gà. Đó. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.